Ngay lập tức, ông kể về chuyện bị đột quỵ, thông qua cơn bão bệnh thập tử nhất sinh như thế nào. Ai cũng có thể bị bạo bệnh bất ngờ, nhưng đừng chính vì như thế mà buông tay. Ông bắt đầu câu chuyện rằng, nếu bạn có nhu cầu kéo dài cuộc sống của mình, bạn buộc phải làm việc, mà phải làm đến tận cùng theo với tất cả niềm say mê. Ông kể, năm 2008 76 tuổi, đang yên đang lành thì bị đột quỵ, đúng lúc đang khiến dở dự án sắc ảnh dạo quanh Hồ Gươm cùng theo với giáo sư, Dâu Lê Nen, đại bọn học tổng hợp Amsterdam, Hà Lan. Sau đó, một người thân giới thiệu chuyển hẳn qua một bệnh viện khác với hy vọng còn nước còn tát, nằm yên một chỗ chưa biết gì trong trạng thái mê man. Sau 21 ngày thì thực trạng bệnh không khá lên, mơ mơ tỉnh tỉnh, phải ra viện. Khi vừa xuất viện, người tôi mềm như bún, giống hệt như không có xương, cảm giác nặng bằng hai bao xi măng, phải hai người mới đỡ, sức đề kháng cứ nằm ở trong thực trạng như thế, rất khó khăn, phải thuê một cô điều dưỡng đến để ôi lấm hàng ngày. Tiền công thuê người ối lấm riêng như thế rất đắt. Được một thời gian thì cũng cạn tiền, hết sạch, nhà tôi mời cô ối nghỉ. Cuộc sống liên tiếp như thế, rất khổ. Từ đây, tôi nghiệm thấy điều cần thiết nhất, chính là sức mạnh tinh thần, là ý chí quyết tâm, là sự bạn muốn liên tiếp sống. Ảnh trong bài Nguyễn Long Hương. Tự vật lý trị liệu ngay tại nhà theo lời gợi nhắc của giáo sư Hà Lan. Trong thời điểm đó, tôi sự thật cần đến một chiến thuật vật lý trị liệu với hy vọng thoát khỏi cảnh nằm yên một chỗ. Vì tôi rất muốn mình chóng dánh bình thường quay về sau cơn bạo bệnh. Tôi đọc, nhưng không hiểu. Sau đó anh ấy bảo tôi viết chữ ngo đi, tôi viết không, nét không tròn. Kiên trì viết mãi thì cuối cùng chữ ngo cũng nối tròn lại thành một dòng kính. Sau khi viết chữ ngo, ai cũng mừng. Tiếp đó, anh ấy bảo tôi viết dấu mũ bên trên chữ ngo cho thành chữ ngo, tôi lại viết. Tập viết thêm các dấu thanh. Phải tập luyện thật nhiều, ngày nào cũng ngồi tập. Đến một ngày, khi vị tiến sĩ người Hà Lan đến nhà, nhìn thấy các chữ tôi tập viết, thoải mái và tự nhiên anh ấy hét to mừng rỡ, nói là được rồi. Anh ấy cho rằng dây thần kinh từ não kết nối với bàn tay của mình đã chuyển động quay về. Thế rồi tôi tập đi, tập ngã thì đúng hơn, trong một thời gian dài. Chỉ chưa đến nửa năm tập luyện hàng ngày như thế thì tôi có các tiến bộ, đi lại, dù rằng phải có người dìu. Một thời gian sau, tôi tự đi ra bên ngoài, vẫn phải có người đi theo sau để canh chừng. Gió vào chế giống như nguồn thở của con người. Hãy tưởng tượng lọc gió là lỗ mũi, nếu ngạt mũi, chúng ta sẽ thấy khó thở hơn, người mệt mỏi hơn vì thiếu oxy. Cách luyện tập chủ yếu của mình là đi bộ. Đến bây giờ, bình thường thì sẽ đi bộ khoảng một dòng Hồ Gươm, tương đương khoảng 1-7 km, rồi đi bộ khắp các phố để chụp ảnh. Tập luyện não bằng cách đi bộ chụp ảnh kiểu Mỹ. Tôi đi chụp ảnh hàng ngày để luyện não, bằng cách khung hình, chụp theo từng trạng thái, chụp chi tiết, cận cảnh, toàn cảnh. Tất cả các trạng thái mà tôi nhìn thấy, từ đó có thể động não rất giỏi, vì mình phải cân nhắc, đắn đo, lựa các khoảnh khắc. Tôi đi bộ theo cách mà tôi đã bọn học từ người Mỹ. Cách đi bộ chính là sẽ đi nhanh ở chặng đầu tiên, nhưng chưa hẳn là chạy. Kết hợp việc chuyển động thể chất với chuyển động trí não cùng một lúc. Vừa đi vừa chụp ảnh, khoảng 100 cái ảnh. Vừa đi vừa tư duy xem mình nên chụp khoảnh khắc nào, đề tài gì, liên tiếp như thế, động não ít nhiều.
một tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Quang Phùng. Luôn sống với tinh thần về các điều giỏi đẹp, yêu gia đình. Vợ tôi là người xuất sắc gian quán xuyến. Bà lo ngại mọi thứ trong mái ấm gia đình. Bà là một trong số những người trước tiên xuất sắc nghiệp đại học ngành violin và đã từng được vào phủ quản trị biểu diễn lũ cho Bác Hồ. 18 tuổi đã vào phủ kéo lũ violin, rất tự hào. Tôi chọn phương châm sống đơn giản, có thiên hướng hơi khổ hạnh. Trong thời hạn thao tác làm việc cùng với người Nhật ở đại sứ quán, tôi cũng đều có sự tác động rất nhiều về lối sống và ăn uống của họ. Họ ăn rất ít, thao tác làm việc rất siêng năng chỉ, cảnh giác, chu đáo, kỹ tính. Họ vận động thường xuyên. Khi tôi thao tác làm việc cùng với người Iraq thì thấy họ ăn uống rất cảnh giác và bổ dưỡng. Trong bữa ăn còn thêm những loại hạt, ví dụ như ăn hạnh nhân, đậu xanh, mật ong, quả chà là. Ngắm cây xanh giữ cho tâm hồn thanh thản, vui vẻ theo góc nhìn của một nghệ sĩ. Tôi có một thói quen là thích ngắm cây xanh, ngày nào tôi cũng ngắm nó. Nhìn các cái lá xanh, tưởng tượng mọi thứ về nó, rồi từ đó giúp thanh lọc tâm hồn mình, giải tỏa căng thẳng và giúp mình có những xem xét sáng tạo. Khi hứng lên, tôi nạp năng lượng bằng phương pháp ngủ. Khi nào buồn ngủ lắm không thể chịu được là đi ngủ, đánh một giấc dài lung lung cho tới khi tỉnh dậy. Tôi không ép phiên bản thân phải đi ngủ, mà cứ làm cho cơn buồn ngủ đến tự nhiên và thoải mái, thế rồi ngủ một mạc không biết gì cho tới khi tỉnh dậy. Trong khi ngủ, khung người sẽ tự thay thế sửa chữa những lỗi quẩn quốc trong đó, điều này rất quan trọng, bạn phải ngủ say, ngủ ngon như vậy. Dành tình yêu cho vạn vật xung quanh, quý trọng và cởi mở với toàn bộ. Tôi thích nuôi mèo, những con mèo này rất xinh, nó dễ thương và đáng yêu và cũng thích lá cây, thích quốc bộ phía bên ngoài y như tôi. Nguyên tắc ăn uống, sinh hoạt đơn giản học được từ người Nhật. Tôi quan niệm, đời có hai thứ cần nạp, đó là nạp năng lượng và nạp xúc cảm lạc quan. Tôi có 18 năm thao tác làm việc với người Nhật, tôi học ở họ rất nhiều đức tính, trong đó, quan trọng nhất là gia hạn thói quen ăn uống đơn giản, lành mạnh. Lịch sinh hoạt từng ngày của tôi cũng phải để ý điều đầu nhất rất có thể. Tôi ăn cơm tối lúc 7 giờ, xem thời sự xong xuôi là 8 giờ. Vệ sinh cá nhân, một lát sau thời điểm nghỉ ngơi là tôi đi ngủ lung lung. Tôi ngủ sớm như vậy, rồi sẽ dậy trở lại vào lúc 2 giờ sáng, thức đến 6 giờ sáng, thao tác làm việc, đọc sách, chọn ảnh, viết sách. Sau 6 giờ sáng thì tôi đi ăn sáng, bắt đầu một ngày mới. Nguyên tắc ăn uống của tôi là đói thì mới ăn, khát thì mới uống theo yêu cầu của khung người, ăn uống thì đều sở hữu giờ giấc. Mỗi ngày uống khoảng 2 lít nước, chia thời hạn ra uống mỗi tiếng một lần, đều đặn và đúng giờ. Bữa sáng thì tôi thường ăn phở. Đó là một trong món ăn tuyệt vời. Bữa trưa thì tôi ăn nhẹ. Ăn chuối, bánh trái, củ khoai hay gói xôi. Riêng chuối thì tôi ăn từng ngày. Tôi thích món thịt rim, mùa nào nấu với thức nấy, ví dụ món thịt rim với dứa, phối kết hợp những loại thức ăn đa dạng. Chúng ta học được công thức quan tâm sức khỏe, nhưng lại không học được ý thức quan tâm sức khỏe. Thời nay, có tương đối nhiều thông tin và kiến thức, có sẵn đó rồi, người nào cũng rất có thể làm được, phương thức có sẵn, nhưng nếu họ không tồn tại ý thức để triển khai thì họ sẽ không thể làm được. Cái này thuộc về tư duy, từ công thức đến phương thức, đến ý thức, rồi tâm thức. Ý thức trong trái tim mình chưa xuất hiện thì mình không thể làm xuất sắc được. Quan niệm sống quan trọng nhất của tôi đó là yêu nước trước, yêu mình sau. Mình có yêu nước thì mình mới biết phấn đấu. Tôi yêu nước tôi, muốn ôm toàn bộ vào lòng. Khi yêu nước, sẽ yêu mọi vật trên tổ quốc ấy, nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim hồn mình. Cách kiểm soát và điều hành tâm trạng, khống chế sự nóng giận của tôi, đó là phải hiểu biết. Khi bạn hiểu biết, các bạn sẽ không thể nóng giận nữa. Ai đó tức giận thì là do họ không hiểu. Ví dụ tôi nắm rõ một người, tôi sẽ không còn lúc nào tức giận hay chấp nhận họ. Tôi không lúc nào để bụng bất kể chuyện gì. Làm sao để chúng ta cũng có thể bình thản đối diện với cái chết?
tôi đã sẵn sàng ý thức cho cái ngày mình ra đi nhiều lần rồi. Từ sau cái ngày đột quỵ đó là mình đang sống lại một cuộc đời mới, giờ lúc nào mình cũng sẵn sàng sẵn ý thức cho ngày ra đi. Trong ngăn tủ của tôi luôn luôn có sẵn phiên bản di chúc, khi tôi đi rồi thì cái gì sẽ tặng ngay ai, ghi rõ và vừa đủ hết. Lạc quan, yêu đời, yêu người, đó là điều quan trọng nhất mà tôi rút ra được trong suốt cuộc đời mình. Nhờ này mà tôi đã đi được chặng đường dài đến ngày từ bây giờ. Nhiếp ảnh gia Quang Phùng vốn là một cán bộ trong ngành ngoại giao. Với sự tinh tế và sắc sảo của người làm ngoại giao, sự phóng khoáng trong xem xét của người Tây học và sự tỉ mỉ, cụ thể trong quá trình theo phong cách người Nhật, ông đã có hàng trăm ngàn tủ đựng đồ nhiếp ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân. Với tình yêu thành phố, Hà Nội vô điều kiện, được mệnh danh là tay máy xuất sắc, người duy nhất được đề cử hạng mục giải thưởng lớn mùa xuân phá dị tình yêu thành phố. Hà Nội 2013 và vinh dự được nhận phần thưởng này.